Yummy. Linh ơi, ba về rồi đây. Linh ơi, Dích, con đâu rồi? Trời ơi, sao lại dưa hấu tìm đổ hết ra nhà này? Linh ơi! Rơi hết ra sàn này. Đi ơi, quần áo thì vứt tất ra sàn đây. Đi ơi, Dích, con đâu rồi? Dích, chăn chiếu lại ướt hết đây này. Dích, đi ơi, sao con vào đây? Con nóng à? Đi ra đây ba xem, nhanh lên. Ra đây, Dích. Đi đây. Con ở nhà thì con nghịch thế. Nên là làm ướt hết chăn của ba này. Nhà. Ngoài kia thì con làm dưa hấu của ba con ăn kiểu gì mà con đánh đổ hết ra sàn này. Ở nhà nghịch với con. Ướt hết người này. Con lạnh không? Hả? Con có lạnh không? Mà lấy khăn bắt lau cho con nhá. Nha. Ở nhà thì sao không được như vậy nữa nhá. Lạnh lắm con. Mà lấy khăn ba lau cho. Ngồi đây con ngồi qua đây. Sao? Ngồi đây để ba lau người đi. Lau người xong ba thay quần áo đâu. Mặc quần áo đi nhá. Lạnh đâu con. Nhà thì sâu đừng có nghịch như vậy nhá. Nhá. Nhớ chưa? Sâu ở nhà không được nghịch.
đỡ lạnh cho con. Sau ở nhà không được nghịch như vậy nữa nhá, đúng chưa? Nhà phải ngoan. Rồi bây giờ con đi xuống nữa. Con đi ra ghế ngồi đi, ra ghế ngồi để ba còn dẹp cái chăn mấy cái ấy này nhá, và giặt đi, tối lấy cái mặt đắp, chưa? Đi đi. Ừ. Sao? Con đi ra ghế cho ba dẹp này. Đi, con đi ra ghế đi, ra ghế đi, đi đi. Dịch ơi, con đi ra đây. Đi ra đây, đi ra đây bà bảo. Đi lại đây. Đây bà bảo. Đi lên. Đi đây, ở đây bà. Đi lên đây, ngồi 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 đấy. Dưa hấu thì con ăn kiểu gì con bày bừa ra sáng. Hỏng hết giờ của ba rồi. Đi lại đây bà bảo, đi lên. Từ sau không được nghịch như vậy nữa nhá. Nhớ chưa? Sau con không được nghịch như vậy nhá. Nhớ nhá, từ sau ba đi vắng con ở nhà con không được ăn uống, con không được bày bừa ra nhà như này vậy nhá, bẩn hết nhà của ba nhá, nhớ chưa? Lần sau nhớ nhá. Rồi bây giờ con giúp ba, con đi vào trong nhà con lấy hộ ba cái khăn ra đây để ba lau cái sàn này đi. Đi vào phòng lấy giúp ba khăn ra đây nhá. Nào con mang khăn ra đây cho ba, mang khăn ra đây cho ba nào, mang ra đây cho ba. Nào con cầm khăn ở đây cho ba nào. À, đưa cho ba xin. Làm sao mở được cổ ấy? Lại dùng thìa cạy của ba đúng không? Hả? Dưa ba để cao thì làm sao con lấy được?